Công điện trên của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh, trong khi 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tín dụng đã hết hạn mức của cả năm, thì trong 9 tháng qua, tăng trưởng tín dụng chưa đạt 50% so với kế hoạch đề ra của cả năm. Điều này đã phản ánh thực tế khó khăn chung của nền kinh tế, đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong những tháng còn lại của năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 20/9/2023, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8%, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế chỉ đạt 5,73% so với chỉ tiêu đề ra là 14% trong năm 2023. Điều này đã phản ánh thực tế những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước, khi sản xuất, tiêu dùng và xuất nhập khẩu đều giảm mạnh, khiến cho nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp đã giảm xuống đáng kể. Sản xuất xuất nhập khẩu như doanh nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng gặp khó khăn trong cái việc là phát triển đơn hàng, nên là các cái đơn hàng nó tăng chậm, nên là cái nhu cầu mà vay cũng không có cao. Trước thực tế nhu cầu vốn của cả nền kinh tế xuống thấp, các tổ chức tín dụng đã và đang tìm giải pháp để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho nền kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2023. Trong đó, tập trung vào tìm kiếm khách hàng mới, nhất là ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ít chịu những tác động, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ để phục vụ. Đồng thời, các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Để tăng cường, để tìm kiếm những cái đa khách hàng, đa dạng khách hàng mới, và tập trung vào các cái khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và những lĩnh vực ngành nghề mà không bị ảnh hưởng tác động của thị trường thế giới. Trước đây thì mình tập trung vào những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thì bây giờ mình cũng phải quay lại cái thị trường ở trong nước. Một giải pháp quan trọng nữa mà các ngân hàng đang thực hiện là tiết giảm các chi phí, hạ mặt bằng lãi suất cho vay mới và điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ. Theo đó, với mức lãi suất cho các khoản vay mới từ 5,5% đến 8,5% một năm, cộng với những điểm sáng của nền kinh tế và nhu cầu vốn trong những tháng cuối năm 2023 tăng cao hơn, các tổ chức tín dụng đang tin tưởng và kỳ vọng đạt được mục tiêu đề ra. Cái nhu cầu tín dụng khách hàng, doanh nghiệp, người dân nó tăng lên thì cái hoạt động tín dụng nó riêng cũng như là cái hoạt động ngân hàng nó cũng sẽ sôi động trở lại. Mà cũng nghĩ chắc là năm nay mình cũng sẽ cố gắng sẽ vượt khó. Mọi lúc nào cũng có những cái khó, nhưng mà trong cái khó khăn đó cũng có cái cơ hội. Theo dự báo, tăng trưởng tín dụng khó đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14% trong năm 2023. Nhưng với những chính sách điều hành tiền tệ của nhà nước và sự vào cuộc của các tổ chức tín dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân, doanh nghiệp, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.